đã từ bao giờ thì cái mác Việt Kiều nó đã trở nên rất là hào nhoáng và nặng nề đến như vậy. Người ta mặc định là đi nước ngoài là sẽ đổi đời, là ăn sung mặc sướng. Đi nước ngoài về là sẽ nhà lầu xe hơi, ăn ngon và mặc đẹp. Thế nhưng thì có mấy ai hiểu được rằng là cơm xứ người thì mặn lắm ai ơi. Đâu như cơm mẹ là chỉ ngồi ở nhà mà ăn. Và chỉ khi đi xa rồi thì người ta mới hiểu được hai cái giá trị của hai chữ quê hương. Hai từ là mà trong tâm khảm của những cái người xa quê thì luôn là những cái điều tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất và cũng là gần gũi nhất. Nỗi buồn ở người xa xứ là một cái chút gì đó nó khắc khoải cái sự nhớ nhung, là sự sợ hãi, là sự cô đơn đến tột cùng mà chỉ một mình gặm nhấm. Ở nơi đó thì bạn sẽ thèm lắm những cái bữa cơm ấm cúng ở bên gia đình, những cái nụ cười thân quen, những cái hình dạng quen thuộc. Tôi từng nhớ như in một cái câu chuyện của một người chị. Chị đã bảo rằng như thế này: đã 5 năm rồi nhưng chị vẫn chưa thể trở về nhà được. Và lúc đó tôi đã buột miệng hỏi: chị không nhớ nhà hay sao chị? Thì lúc đó chị đã lặng thinh. Tôi hiểu rằng thì ở bên kia có lẽ chị đang lặng lẽ khóc. Sau một lúc thì chị đã nói với tôi rằng chị ráng để dành ít tiền để cắt lại cái căn nhà mà khang trang cho bố cho mẹ. Về nhà thì tốn kém lắm em ạ. Tiền quà, tiền cáp, tiền bên nội, bên ngoại, hàng xóm, gia đình, rất nhiều cái khoản phải chi em ạ. Nên chị đành rất nhiều thì những người như chị đã bán sức, bán thời gian, thậm chí là phải bỏ lại cả cái tính mạng nơi xứ người chỉ mong thay đổi cái số mệnh của cuộc đời của mình. Việt Kiều nó là gì? Đó là cái kiếp làm thuê em. Cái câu trả lời mà tôi cảm thấy nó chua chát làm sao. Bởi đằng sau cái vẻ hào nhoáng đó là xây những cái căn nhà to lộng lẫy, mua xe này thứ kia là góc khuất mà mấy ai hiểu thấu được cái điều đó. Đó là những cái ngày tháng chịu khổ, nhịn nhục, làm ô xin, làm phục vụ, làm đủ thứ ngành nghề mà nói trắng ra ở Việt Nam thì người ta gọi đó là một cái nghề thấp kém. Đó là những cái ngày tháng dầm nắng dãi mưa. Khi người ta đang ấm êm ở bên gối nệm thì mình đang phải lăn lội ngược xuôi như thân con cò suốt 12 giờ đồng hồ liên tục như vậy. Đó là những cái ngày tháng nhớ người thân, nhớ nhà đến quặn thắt, lén gọi về những cái chẳng dám thở than với nhà của mình. Nghe cái câu hỏi han nước mắt tủi thân ấy, muốn trực tràn rồi lại vội vàng cúp máy. Đó là những cái bữa cơm ấy, vội vàng có khi là chan nước mắt bởi những cái lời lầy ra mà khi không hợp ý với chủ của mình. Đó là những cái lúc mà ốm đau không dám đi thăm, đi khám, gắng gượng làm việc ấy, bởi vì sợ rồi cuối tháng chẳng đủ tiền lương. Đó là những cái ngày cơm nắm nước tương, tăng ca chỉ mong tháng này có thêm cái khoản gửi về cho gia đình để mà sắm sửa. Những tờ đô la mà con gửi về với lời hỏi thăm ba mẹ khỏe không. Những tờ đô la đầy những nụ cười, những giọt nước mắt ai thấu lòng con. Những tờ đô la mang tiếng nước ngoài, bên này lạnh lắm chẳng thấy mùa xuân. Những tờ đô la ôi sao mặn mà, những giọt mồ hôi con thấy mặn cay.